Thưa quý vị, theo kinh nghiệm của người trồng màu, vào thời điểm cuối năm, thời tiết thuận lợi cho rau màu phát triển tốt và giá bán cũng có thể tăng so với ngày thường, nhất là các loại rau mùi và một số loại rau ăn lẩu thường được mua dùng trong dịp Tết. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nhiều người trồng màu ở thành phố Bạc Liêu đã xuống giống nhiều loại rau màu phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng với mong muốn sẽ được mùa, trúng giá khi phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Trồng màu bán dịp Tết Nhâm Dần năm nay, ông Nguyễn Thanh Liêm xuống giống nhiều loại rau màu như củ cải trắng, cà chua, cải dúng, hành lá. Theo ông Liêm, trồng màu để bán dịp Tết thường dễ bán và có giá hơn so với các vụ khác trong năm. Hơn nữa năng suất cũng đạt cao, bởi thời tiết mát mẻ, rau màu phát triển tốt, ít có sâu bệnh gây hại và ít tốn công chăm sóc. So với những vụ màu phục vụ thị trường Tết trước đây, năm nay ông Liêm có phần lo lắng hơn, bởi giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá rau màu hiện tại khá thấp, nên người trồng màu như ông vẫn canh cánh lo âu. Cũng có lợi với mấy lợi chút đỉnh, nhưng mà dân nông dân cũng hơi thiệt thòi quá. Bây giờ giá cả vật tư sao mà trời ơi, nó lên nó tăng vọt quá trời. Cà chua này thì trung bình á, ký còn có 5.000 trở lên thì mới có lợi. Củ cải này thì cũng nếu mà cũng 5-6.000 lên thì mới nông dân mới có lợi, chứ còn nếu nó rẻ quá thì cũng thì dân ở đây ta cũng trồng nhóc. Mong sao cho mấy nhà ngành chức năng nè mà sẽ giải quyết sao cho giá cả cho nó ổn định. Hơn chục năm qua, cứ vào dịp cuối năm là gia đình chị Sơn Thị Thương xuống giống hành lá sang canh với rau tầng ô để đón bán dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán. Trong đó, chị phân ra những luống màu phục vụ tiêu dùng dịp Tết Tây để trồng từ tháng 9, tháng 10, còn lại trồng để bán dịp Tết Nguyên Đán. So với các thời điểm khác trong năm, lợi nhuận mang lại từ việc trồng rau màu cung ứng thị trường dịp cuối năm thường cao hơn. Hiện tại, gia đình chị đang chăm sóc 2 con rẫy bán vào dịp Tết Nhâm Dần và các luống màu đang phát triển tốt. Đắt nhất là hành đó, số lượng nhất là được là hành, nó còn tầng ô cũng bán được mà như là số lượng nó bằng không cao bằng hành. Như hành thì mình bán số lượng cao hơn một chủng dễ nhầm khí, ăn 1 tấn, 2 tấn luôn á. Bắt đầu từ 28 trở lên á, thì bán được. Còn đây là đám rẫy trồng ngò rí, sen canh rau thì là và cải dúng của gia đình ông Thạch Giang Đô, ấp Dòng Giữa A, xã Vĩnh Trạch Đông. Năm nào gia đình ông cũng trồng những loại rau cải này để đón bán Tết Nguyên Đán. Theo ông Đô, trồng rau màu mùa này khá thuận lợi do thời tiết mát mẻ, ít xảy ra sâu bệnh gây hại, nên năng suất thường đạt khá hơn mùa mưa. Song, điều mà ông lo lắng là khi gặp phải tình trạng dồn hàng ế chợ vào cuối năm. Sao mà là cải này kia Tết này, có giá thì như là 5-10 ngàn vậy đi, ha. Có lời chút. Hành thì nếu yêu cầu được 13-14 cũng có lời. Trời mát này cũng trồng cải này cũng tốt, cũng thuốc men thì cũng ít xài. Nếu yêu cầu Tết này có giá thì mình cũng đợt lời. Trong thời điểm này thì bà con cũng đã xuống giống theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Thì diện tích sản xuất màu của Vĩnh Đông là 380 hecta, chủ yếu là củ hành tím, rồi ngò gí, rồi một số rau ăn lá để phục vụ cho Tết Nguyên Đán. Song song đó thì cũng có củ cải trắng, rồi để làm dưa này kia vân vân. Thì tới thời điểm này cơ bản thì bà con đã xuống giống để chuẩn bị đón cái Tết Nguyên Đán. Thì theo nhận định của cơ quan chuyên môn cũng như cán bộ quản lý của xã, thì Tết Nguyên Đán năm nay tình hình sản xuất rau màu thì có thuận lợi hơn. Lý do là trong khoảng thời gian giãn cách xã hội thì bà con cũng đã nghỉ đất, phơi đất, làm đất rất là kỹ. Do đó thì trong khoảng thời gian theo dõi từ đây đến Tết Nguyên Đán thì hiện nay cây rau màu phát triển rất tốt. Tổng diện tích rau màu hiện có ở thành phố Bạc Liêu hơn 5.000 hecta. Các loại rau màu được nông dân dùng chuyên canh rau màu trồng phục vụ thị trường Tết khá đa dạng và phong phú. Việc nắm bắt được thời điểm chọn trồng những loại rau màu phù hợp, cần mẫn chăm sóc, áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc hóa học đã cho thấy sự nhạy bén của người nông dân trong thời kỳ sản xuất hàng hóa thị trường. Qua đó cung ứng cho thị trường những nông sản sạch, tăng thu nhập cho gia đình và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.